cần có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sớm khắc phục các tồn tại hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án, chương trình trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Do đó, chính quyền, từng địa phương và các ngành chuyên môn cần giải pháp hiệu quả để gỡ khó. Có rất nhiều giải pháp, trong đó là tập trung là thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tính toán để trình phương án giá cho các cấp các ngành phê duyệt và làm cơ sở để chi trả cho các hộ dân để bàn giao mặt bằng sớm. Cái thứ hai là để thực hiện cho kế hoạch của các năm tiếp theo cũng như giải ngân của những tháng còn lại thì phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới. Thì đối với nội dung này thì ban và ủy ban thành phố chúng tôi là hết sức chỉ đạo sâu sát, là đeo bám tất cả các cái hồ sơ mà khởi công mới để làm sao là có hồ sơ sớm nhất và đủ điều kiện bố trí vốn và tổ chức lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để khởi công. Huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, tài nguyên môi trường, rồi ban quản lý dự án, rồi quỹ đất, rồi các địa phương có các công trình triển khai để vào cuộc, để phối hợp kịp thời để mà tiến hành tuyên truyền vận động nhân dân để giải phóng mặt bằng và đôn đốc các nhà thầu để đẩy nhanh cái tiến độ thi công. Mặc dù khó khăn là tình hình chung, song năm 2023 là năm bản lề nên cần sự nỗ lực và cố gắng cao nhất để tạo đà cho hai năm tiếp theo. Các sở ngành ngoài xác định giải pháp tháo gỡ khó khăn của mình thì lưu ý các kiến nghị của địa phương cùng đồng hành và đưa ra giải pháp kịp thời tối ưu. Các sở ngành thì chúng ta phải rút ngắn cái thời gian thẩm định và phê duyệt dự án để mà rút ngắn cái thời gian chuẩn bị đầu tư, để sau khi mà các công tác chuẩn bị đầu tư xong hoàn thành thì chúng ta sẽ tổ chức đấu thầu và lựa chọn cái đơn vị thi công thì để mà triển khai. Sở Kế hoạch Đầu tư vẫn tiếp tục yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư là chúng ta phải lập tiến độ ngang đối với từng dự án và có các giải pháp để bù ngay tiến độ khi mà chúng ta bị trượt tiến độ, không để cái tình trạng là trượt tiến độ nhưng chúng ta không có giải pháp, mà trường hợp mà chậm thì chúng ta sẽ xử lý theo hợp đồng để đảm bảo cái tính nghiêm minh trong cái thực hiện cái đầu tư công. Giải ngân vốn đầu tư công, những bài học kinh nghiệm và cách làm hay của những địa phương làm tốt cần được nhân rộng. Cùng với đó, các sở, ban ngành và địa phương phải quyết liệt đôn đốc khắc phục tình trạng giải ngân quá thấp, bám sát, nắm chắc tiến độ đầu tư, tiến độ giải ngân của từng công trình dự án, chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thi công lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết của từng dự án từ nay đến cuối năm 2023, có cam kết và chịu trách nhiệm về tiến độ hoàn thành từng hạng mục, về khối lượng vật liệu nhân công hàng ngày trên công trường để làm cơ sở kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân từng công trình dự án. Để đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công làm bệ phóng cho tăng trưởng kinh tế, đây là quyết tâm của Lâm Đồng, nhiệm vụ trọng trách nặng nề trong những tháng nước rút còn lại của năm 2023.